Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia cái chương trình iRob Game Coin Free của cái dự án Seekers. Dự án này sẽ có tổng cung khoảng 30.000 đô la token Seekers này nhé các bạn nhé. Chương trình bounty thì nó sẽ có khoảng rất là nhiều cái nhiệm vụ ở bên dưới để các bạn có thể tham gia. Dự án này thì sẽ tham gia ở trên glam.io. Các bạn ấn vào đây để click thì nó sẽ tích cho mình một cái entry này nhé. Mình cứ gọi là POI cho nó nhanh nhé. 28 đây nữa đã kết thúc này, các bạn có thể làm từ từ nhé. Mấy cái nhiệm vụ ở dưới này chỉ là flow thôi, theo dõi cái mạng xã hội của nó thôi các bạn nhé. Secret dự án của China. Red Twin các bạn nhé. Dự án này sẽ có dành cho những cái bạn đua top thì cũng có nhận được nhé các bạn nhé. Ở đây là cái cách để nó tính ấy này, thì các bạn có thể đọc qua nhé. Các bạn continue. Cái này gì? Ôi ôi, sao tự dưng bắt tôi theo ba cái group luôn vậy má. Mọi người theo nhé. Rồi này, hình ảnh các thứ cũng làm kinh lắm, mà không biết có ra thể thống công rãnh gì không nhỉ. Tiếp theo một cái group nữa nhá. Thể thống công rãnh gì không. Hai này, cái này là cái gì. Tiếp tục một cái group nữa. Rồi ai drop group. Trời ơi, bắt tôi roi nhiều quá, ít thôi. Mấy má ơi. Nhóm này là cái nhóm gì đây má? Nhóm này là nhóm chat. Đây, bảo tì này. Ok, ba phát xong rồi thì các bạn sẽ điền tên nhé. Tên Twitter, tên Telegram. Các bạn vào phần setting. Profile Nam Nguyễn 83, đánh tên vào đây nhé. Ấn continue. Dàn ví BEP 20 mọi người nhé. Các bạn vận dụng ví MetaMask cho mình. Rồi, ok. Tiếp theo ở bên dưới thì nó sẽ có nhiệm vụ nào. Click meme TikTok video và chia sẻ lên social media thì các bạn sẽ nhận được thêm 15 đồng. Redchain with hashtag các bạn nhận được thêm 3 đồng. Ở dưới này là visit, nó bảo visit thì mình chỉ đến thăm thôi, đến xem thôi, cái Reddit của nó thôi. Ấn continue là được. Eo, nó còn bắt tôi cái gì đây? Trời ơi, cho phép cái gì đây? Make a post ở Reddit, tức là các bạn viết một cái bài viết ở trên Reddit, các bạn nhận thêm 3 đồng. Giới thiệu bạn bè sẽ nhận được thêm 3 đồng. Visit, cái này, cái nào visit là tao làm trước. Đấy. Còn những cái khó rồi bỏ lại sau nhá. Viết bài viết các thứ đấy thì không không làm đâu. Làm thì các bạn nhận thêm thôi nhá các bạn nhá. Chà, website cũng ấy phết nhỉ. Đỏ chót. Tôi visit rồi mà không cho tôi ở đây. Đấy, còn cái nhiệm vụ ở đây thì hai ba nhiệm vụ này thì các bạn làm luôn đi nhé. Cái hashtag này thì các bạn chuyên nốt đi này. Tại vì mình không muốn làm cái Twitter liền một lúc ấy. Các bạn cứ chờ hai mấy đây nữa mà, cho nên mọi người cứ yên tâm, không cần phải vội gì đâu. Mọi người làm sau cũng được nhé. Quay lại các bạn ấn Ready này. Đấy, thì nó sẽ tích về cho các bạn nhé. Còn cái này thì hơi khó cho nên mọi người bỏ qua. Các bạn muốn làm thì các bạn làm nhé. Nói chung là chỉ là viết bài viết hoặc là đăng lên TikTok. Mấy bạn có TikTok làm được mà. Đấy, video mình sẽ để bên dưới video phần link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả là phần mở rộng cho các bạn cùng tham gia dự án Seekers này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này.